Lê Vi Ký chương 12. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi một người đàn bà thọ thai và sanh một con trai, thì phải bị ô uế trong 7 ngày như kỳ kinh nguyệt. Khi qua ngày thứ 8, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn người đàn bà phải kiêng trong 33 ngày đương khi huyết mình được sạch. Không nên đụng đến một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. Nếu người sanh con gái thì sẽ bị ô uế trong 2 tuần như trong kỳ kinh nguyệt. Phải kiêng trong 66 ngày hầu cho huyết mình được sạch. Khi kỳ làm cho mình thanh sạch về đứa trai hay gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con 1 tuổi, đặng làm của lễ thiêu, và một bò con câu, một bò câu con hoặc một cừu con đặng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va làm lễ chuộc tội cho người. Sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về người đàn bà sanh con trai hay là con gái. Còn nếu người không thế lo cho có một chim con, thì phải bắt 2 chim cu hoặc 2 con bò câu con. Con này dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người, và người sẽ được sạch.